xa xa. Hi hi. Từ từ, đừng có bơi, để tôi tự ý cho. Không bơi luôn. Không. Đang ngược gió đó. Kệ đi, không sao đâu. Nó không có đi xuống đâu. Chưa thấy cá. Ơi, một con cá đầu tiên Nhân ơi. Cái gì? Bự lắm. Nè, nón nè, cầm đi. Bự lắm luôn á. Bự chà bá luôn. Nè. Trời ơi, con cá vậy mà chưa bự đó, hả? Bự chưa, để gỡ ra nha. Cá này nhỏ quá à. Tại lưới này không bự á. Lưới này khoảng mấy phần vậy? Khoảng 4 phần. 4 phần rồi. Đó, một con cá đầu tiên. Nhưng mà ít ra cũng có được thu hoạch. Một con cá đầu tiên. Hy vọng là sẽ có nhiều cá nha. Cá ơi, trốn đâu hết rồi? Không biết nữa. Buồn quá à. Ô, hai con luôn Nhân ơi. Hai con luôn nha. Hai vợ chồng đi ăn xong bị mắc lưới. Đó. Ô, 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 đem lên. Ô, trời ơi, mới hình như mới dính vô hay sao á. Trời, cá. Cá này cá gao nhút có khác ha, nó xanh lẹ, xanh lét à. Tại nó ăn gao nhiều quá. Ôi, ôi. Đây. Một con. Còn một con nữa. Nhưng mà chỉ toàn cá rô phi nhỏ thôi nha. Lưới này nó nhỏ mà. Lần sau phải đi mua lưới bự mới được. Đó, đằng trước có một con nữa nha, bà con ơi. Wow wow wow, tới rồi. Ơi, lùi lại. Đây. Bị đẹp rồi. Chúng ta cùng đi trên hầm gâu nhút để mày dỡ cá. Không thấy con cá nào cả. Trốn hết rồi. Mình thấy cá tự động cái mình cầm lưới nè. Cái nó dãy là mình biết rồi. Này không thấy nó dãy gì trơn là biết không có cá rồi đó. Ôi trời, nó dãy sao tối luôn kìa. Sắp hết lưới rồi. Ôi, đằng trước có một con nữa nha. Chưa, từ. Nhỏ xíu rồi Nhân ơi. Được rồi. Chưa. Rồi, tới đây là hết lưới rồi. Giờ mình gỡ lên. Hồi nãy Nhân này nước lộn là nước lớn rồi. Đúng rồi, giờ này nước lớn rồi. Ôi.
Đây, thêm một tay nữa nha các bạn ơi. Mình giăng tới hai tay lận. Hy vọng cái tay này sẽ dính cá nhiều hơn là cái tay trước nha. Dính cá bự xíu. Dạ bự xíu nữa. Cá này nhỏ xíu xíu à. Tại vì mình với Ngân chỉ có cái tay lưới nhỏ thôi à. Tay lưới bự trả cho chú rồi. Xích ra nha ơi. Để mình đi vô gao đó. Gao nhút này giờ này thì mấy cô chú đang cắt nè các bạn, nên là cảnh chiều rất là đẹp luôn. Còn cái ngoài đây là gao mới treo hả Ngân? Gao mới treo á. À hèn chi người ta chưa có cắt phải không? Nhưng mà nhìn đẹp ghê luôn ha. Nói luôn không? Ừ. Hôm nay mình dâng ở trên cái hầm gao nhút qua tuốt ở trên đây nè các bạn, nên là khung cảnh nó sẽ rất là khác nha. Và đẹp hơn ở dưới luôn. Cái này là mình đang đi theo cái dòng nước luôn nè, không cần phải bơi nữa. Sao chưa nghe thấy tiếng cá bơi vậy ta? Đúng rồi, sao không thấy tiếng con cá nào hết trơn vậy nè. Buồn quá đi. Đang thu về. Hình như nó gịch Ngân ơi. Gịch hả? Từ từ. Thấy có con nào gịch á. Mong là có con cá thiệt là bự nó gịch gịch lưới nha. Thấy nó gịch á. Rồi bắt lưới luôn. Nó. Ô, đây nè Ngân ơi. Dạ. Bự lắm luôn á. Bự gấp mấy lần con cá lúc nãy luôn á. Nè. Nè. Ồ, dính rồi. Đó, hèn chi. Thôi, chừng nó vụ. Trời ơi, bà nhảy nè. Ra thì có bắt con cá nó cũng phải to tầm này chứ. Nhưng mà cá lobi nó mau lớn lắm luôn á. Đúng rồi, hay là mình về mình nuôi đi, vài bữa mình hả ăn. Nuôi hả? Vậy chị em mình ăn cái gì? Ăn một con thôi, mình đem chiên. Thôi đem kho quẹt đi. Tôi thấy là món kho quẹt là món mà đỡ hao nhất á. Còn cá này quẹt nước mắm không à. Còn cá này mà chiên ha là 1 phút 30 giây. Trời ơi, nó dãy quá trời dãy luôn. Cái gì nó mắc lưới nặng nè. Ui. Trời, nó gấp 3 lần con cá nãy giờ luôn á. Đúng rồi đó. Kéo lại Ngân ơi. Không lẽ chỉ có một con thôi sao? Ta lưới còn dài mà. Con này chắc nó xui lắm nó mới vô đây nè. Nó gần gao quá. Gì vậy? Ốc bùa vàng. Ủa, ốc bùa mình. Không, trong gao ấy thường có ốc bùa vàng thôi Ngân ơi. Mốt vài bữa nó bán bùa vàng về làm món này ngon nè. Món gì? Cà ghi ốc. Trời ơi, thì Ngân cái gì cũng liên quan. Hồi bữa thì bánh xèo ốc, bữa nay thì cà ghi ốc. Nhưng mà ăn chưa? Chưa. Chưa đúng không? Vài bữa đi bắt ốc đi về nấu cho ăn. Nghe ghê quá. Ngon lắm, không có ghê đâu. Nghe cà ghi mà với ốc là biết ghê rồi đó. Không có ghê mà, vài bữa làm thử cho ăn nha. Không ăn đâu. Không ăn tôi biết nó ngon hay dở. Nghe ghê quá, không dám thử. Ăn rồi đừng có ghiền nha. Không ghiền. Trời, nó ngon cực kỳ luôn đó. Ngon hết 7 trái 7 luôn. Thiệt không? Hết rồi nè. Có không? Không. Trời ơi, nguyên một ta lưới dính con rồi vậy hả? Ừ. Bốn gì vậy? Như bờ thôi. 2, 4, 6 con. Rồi, ở các bạn ơi, hôm nay thì mình với Ngân cũng không có được suôn sẻ lắm nha. Bắt được có 6 con cá rồi, trong đây thì một con cá bự. Ui, 2 con cá nhỏ và 2 con cá nhỏ hơn nữa. Nhưng mà không sao đâu. Về mình làm cái món gì mà ăn có thể tiết kiệm nhất nha, để mà cho qua một bữa cơm luôn. Tại vì không phải lúc nào cũng dính được nhiều cá đâu các bạn, cũng tùy theo con nước nữa và tùy theo mùa nữa. Có cá nhiều kết. Cá hơn. Đúng rồi. Thì thôi bây giờ mình đem cá lên bờ nha, trả hai tay lưới lại cho cô. Hả? Cắm mấy cây xuống đây. Cắm mấy cây xuống hả? Cắm ở đây nha. Được không? Được. Hả? Cao quá. Đứng lên đúng không? Không tới luôn á. Được không? Không tới. Cắm mấy cây xuống nữa.
Nó thông minh chưa? Rồi. Xong, đem cá lên nhà đi. Đây. Cầm cá nha. Đó. Bỏ lưới đây luôn nha. Cứu, cứu, cứu. Đi xa quá. Vô đây nè. Ôi chết rồi, cái xuồng nó trôi rồi nha ơi. Trời, thôi vô. Hồi nãy ai là người buộc xuồng vậy? Cô buộc đó. Tôi buộc hả? Chết cô bà. Buộc mà. Ôi chết rồi, làm sao đây? Trời ơi. Mấy đứa nó tắm lên hết rồi, sao giờ? Ở các bạn ơi, lúc nãy tại vì mình phải qua một con kênh nó mới qua được cái hồ con nhút bên đây, thì có hai chiếc xuồng nha, mình cắm ở đây một chiếc xuồng mà giờ nó trôi tuốt ở đằng kia rồi, không biết bây giờ phải làm sao nữa, sao giờ? Bé giờ lỡ xuồng quá bển. Trời ơi. Nhỏ nhỏ. Sao giờ? Sao vậy? Không. Nam vớt cái xuồng chị về giùm coi. Nó trôi tuốt dưới kìa. Trời cứu đi. Cứu cứu. Cứu. Bây giờ mình phải nhờ đến Quyền trợ giúp thôi các bạn ơi. Nhờ thằng bé đó nó kéo cái xuồng qua đây giùm nha, mới về được. Coi chừng nó trôi đi nữa đó nha. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ngầu. Trời đúng là sống ở miền sông nước mà từ lúc nhỏ xíu xíu là biết quay xuồng hết rồi. Tăng tăng tăng. Dơ cặp dơ. Cặp dơ. Úp cá lại, có mấy con mà sợ nó nhảy quá. Rồi. Rồi em vô đi. Rồi bé nó sẽ làm con đòi cho mình. Rồi tới chị. Rồi tới Ngân. Lên thôi. Rồi, giờ được không bé nó cứu vớt mình với lại Ngân các bạn ơi. Giờ mình với Ngân đi về nha. Về rồi sẽ nấu mấy con cá này cho các bạn xem. À bye bye. Đi về thôi. Mà bây giờ cái này mình xào đi hả chị? Còn cá mình làm cái gì vậy? Xào trứng hay xào không? Xào không đi chị. Xào không ngon hơn hả? Dạ, em nghĩ xào không ngon hơn. Bữa qua thì xào với trứng ngon hợp hơn đó. Em chưa ăn chưa? Dạ. Em có ăn xào với trứng chưa? Cái nào chị? Đậu đũa hả? Đậu đũa xào trứng á. Có ăn rồi chị, hiếm năm em hay xào á. Dạ. Dạ. Bổ. Bổ. Bổ cỡ nào? Cũng giống như hủ qua xào vậy đó chị. Béo béo. Dạ. Chiên với xào đi hai món. Chiên nghe nghe. Ừ, chiên. Trời con cá bự quá, cầm vô tay hoài luôn chị. Mình cho cái phần đậu đũa cho mình xào nha. Xào qua
xào lại, xào tới xào lui. Như được chưa ngang? Hay là em muốn ăn mặn? Em ăn là nhất à? Có mình ăn cảm thấy ăn mặn à chị? Như được chưa cảm? Ăn mặn đi chị. Vừa vừa thôi chị, xíu nữa mình chấm mắm đi. Dạ rồi. Trộn đều với nó được rồi. Giờ mình sẽ để vô chiên. Nó có hai bị ngứa luôn không? Chị em mới là người bị nhiều. Wow, đã quá vậy chị. Không quá, có xả mà chị thích chứ. Cá rô phi là chiên hết phải. Đúng rồi, em cũng thấy vậy. Đá con luôn. Cũng muốn giống vậy chị ơi. Đậu của em xong rồi nha. Cá của chị cũng xong luôn rồi. Vậy chị còn chơi gì nữa? Ăn thôi nào. Ăn thôi nào. Trời ơi, gấp hoài mà sao nó không đầy dĩa nha. Xíu nữa đầy chị. Vậy cần phải lấy cái này không? À. Tại cá nó bự quá rồi, dùng tới sự hỗ trợ đi. Nhưng mà nó mềm nha. Mình cứ ăn cái này tới bao giờ? Chị chị không ăn gì đâu chị. Chị đũa rồi. Đúng chưa? Còn một chén cái gian nữa. Nhưng mà chị ngon mà chị với chị không có bán cá này. Để thêm một cái lại xung. Rồi chết rồi, chị lại làm gì? Chén cuối cùng tho nó dớt cho chị. Rồi. Cảm ơn. Dạ bây giờ thì cá cũng chín rồi các bạn ơi, thì có một ít đậu đũa nè mình xào với lại dưa hấu rồi, mời các bạn cùng dùng cơm với nhà mình nha. Rồi cả nhà ăn thôi, ăn cơm. Nhưng mà đôi lúc ở thành thị là mình không ăn được cái món này đâu. Làm gì có cá đồng để ăn gì. Chị thấy chưa, đậu đũa phẩm đó hay quá. Cá nhỏ đi. Chỉ có một chị nha, chuyên gia thích ăn cá nhỏ thôi, không bao giờ ăn cá bự. Cá nhỏ ăn luôn xương béo chị. Cá bự nó là ăn cá bự không có ngon, ăn cá nhỏ mới ngon. Chỉ ăn cơm lần nào gì đó, cá tí nha. Ủa sao kỳ vậy đó? Chị không biết tại sao mà chị thích vậy á. Chị nói cá bự là cá không ngon, cá nhỏ là cá mới ngon. Nhờ vậy mới bà bọn hàng mới bán được cá. Nè em với Ngân không được ẩm trúng bánh lắm đó chị. Tại nước cái này cũng lớn á, chứ lại mượn tay lưới của cô nó hơi nhỏ. Bây giờ cá không có bự không? Nhưng mà vui cái là cũng có cá để ăn rồi. Cũng tùy theo con nước á. Như là em văn hầm. Văn hầm á chị. Như là mùa này cũng mất cá. Cô nói văn hầm nước dòng sẽ nhiều cá hơn. Ừ. Nên nãy mình văn nước lớn mà. Dạ. Cô ra luôn hả? Dạ không, cô đứng ngoài, cô đang cắt ra đó chị. Ủa thông thường chị thấy cô cắt buổi sáng rồi, cái này cô cắt buổi chiều thôi ta. Không chưa. Rau này khác, rau này khác, rau cái này chị. Rau trên rồi làm khác nào. Đi nhà á chị. À. Nên là người ta có nhu cầu gì nào mình cắt gì đó. Tối người ta giao chị. Tối người ta giao, nên là buổi chiều đi cắt. Xong tối ta giao luôn. À. Ngon quá chị ơi. Vậy cái nào im ta? Ừ. Tắm lắm rồi. Cái nào hay hơn? Cái nào cũng vậy à chị. Cũng còn tiền đó, nhưng mà mình cắt mình bán cái lái thì mình đỡ tốn công. Còn làm cái kia thì lợi nhuận được nhiều hơn. Ừ, công nhà hả? Đi cắt những ngày được nhiêu ký trời, không biết chị cắt được nhiêu ký ngày. Thường cắt mấy trăm ký á chị. Ừ, nếu như cắt gửi được một ngày đó khoảng hơn 200 ký á chị. Dữ hơn anh. Đúng rồi, dạ, đúng rồi, chú em đi cắt mà. Một xuồng, một xuồng đầy luôn á chị. Một xuồng đầy á chị. Một xuồng đầy là thông thường khoảng 130 ký. Một ngày là một người cắt 2 xuồng. Trời ơi, cắt ngày mấy tiếng? Khoảng 7 tiếng hồ á. Vậy cái xương rồi chào. Là giống như làm việc nhà nước luôn rồi, còn tiếng đồng hồ nữa 8 tiếng rồi. 600 đồng một ký. Đi cắt cái đó thường có người đi khuya, đi 2-3 giờ khuya. Đi cắt tới sáng. Ủa, tại sao mình không đi sớm mà mình đợi đèn mình cắt đi chị? Đúng không? Tại người ta có một cái nào mình cắt gì đó. Nghịch lý là ngày tôi là buổi tối nhưng mà cắt ra nó lẹ hơn.
chị. Tại vì buổi tối cái lá nó không có nở nên là mình thấy được cái cọng. Còn sáng là cứ miễn mẹ hé mặt trời lên là cái lá nó sẽ nở ra. Mình thấy được cái cọng nó ít hơn. Giờ chị mới biết hết rồi. Dạ. Vậy nếu vậy là muốn gì có lời không ta? Phải có lời ta mới làm chứ chị. Giòn mắt. Nhưng mà nghĩ chắc phải có nguồn ga ha. Châm hồng toàn cá rô phi. Không có cái gì khác chứ. Nào tắt hầm ngăn. Tắt rồi à chị. Được mấy con? Cũng được mấy cái cốc. Nè, sao không kêu? Bữa đó mình không có ở nhà. Khi nào mình đi chơi hả? Bữa đó mình đi thực hiện gì? Trời ơi, tiếc là, quá. Là cái bữa mình thực hiện nguyên ngày luôn. Tiếc hồi hồi. Lúc nào không có cá lóc không? Điện nó quay ổ quá. Hôm qua ba mới thì xẹt cái gì vậy? Cũng được mấy con. Nhà ăn cá lóc sướng ha. Nhà ăn đồ đồng không mà. Ngon. Nó giòn giòn. Mình ăn cơm từ giờ sáng đến giờ tối rồi. Thường em thích ngâm chiên xả chị. Ngon ngon thơm. Các bạn ơi, hôm nay mình với Ngân đi giăng lưới thì dính được một ít cá rô phi vô thì cũng đủ mấy chem làm món ăn á. Nếu các bạn thích thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Xin chào tạm biệt mọi người, bye bye.